Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay ông chồng mình ông đi làm xong chắc cỡ 2-3 tiếng ha anh. 2-3 tiếng đồng hồ xong ảnh về xong anh rủ ăn bít tết nữa nè mọi người. Dạ, mời mọi người nha. Cái này để okay, xin mời cả nhà nha. Để mai cắt cho con nha. Con ngồi chấm nước tương nha. Nước tương nó mù tạt hả ba? Cho xin miếng nước tương không hả ba? Hoặc là ketchup á. Hả? Ketchup á. Cho nước tương chấm nó nhiễu nhiễu lên nè con. Kìa ba lấy ketchup rồi. Trời ơi, liếm nó gớm à. Bánh mì à, con lấy bánh mì con chấm đi. Không luôn ha. Hình như bánh mì này nó bỏ bơ nhiều hơn lắm anh. Nó mắc hơn mấy bánh mì kia. Bây giờ nó bỏ bơ. Mỹ nó khoái bánh mì này. Mỹ nó khoái. Súp cũng được. Chấm với súp á hả? Bởi vì Mỹ thích cái mùi bơ hả? Ghiền mùi bơ. Em thấy hầu như là đồ ăn của Mỹ nghe cái mùi bơ rất là nhiều luôn. Ba hoài luôn. Chấm rồi. Ngon không? Cắn ăn thôi mẹ đâu có kêu hô mà hú hú. Chai lắm, đây nè. Mấy cái tá này bự quá. Nhỏ gửi qua anh nói gì. Mình đưa cái qua anh. Mà không nữa hả? Này bộ mình hết cải hả anh? Cải này ăn cải gì á? Cải hay cà hình như em nhớ còn nhớ cà đó. Đói quá. Cá. Cá. Cá hả? U. 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 Hen. 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 Nghe anh không? Hen. Ủa cái tỏi này tỏi sống thôi. Cái này anh phi lên nè. Phi lên. Có người thì nói giảm cân á là ăn thịt nhiều ha à, với ăn rau đồ độn á anh.
Tại ăn rau thì mau đói. Ăn thịt. Ngon rồi. Ăn không có thịt là ăn bệnh. Người tự học người cứ tự học bốn tùy cái ăn mà lấy quen mà bây giờ nó sạc ra cái nó bị ăn cái nó nhét đồ ăn vô giờ đau quá giống như quan vậy. Giờ nhai ngược qua đây. Anh nghe mình thích hà đó. Anh nghe mình ăn bồ tạc mình thích hà cái anh cũng tưởng cay anh thích hà. Để xin qua cho anh để rồi. Mọi người ơi, anh gì là ăn rồi nha mọi người chứ không phải là chưa ăn đâu mọi người. Chị ngồi làm kiển rồi. Cái này nó còn đã hường hường vừa chín tới. Đấy là ảnh cay á. Ảnh cay đó. Ta. Ta. Hết biết rồi. Ui ui ui. Mưa. Mưa phùn. Đúng là cái thịt bò nó có mình có răng mình ăn nó ngon hơn, còn răng của mình mà bị yếu hoặc thưa nha nó nhét cả răng đó mọi người. Cái gì á? Bỏ này hả? Rồi. Rồi, chừa 3 mình nè. Ăn hết nổi mọi người. Chị ta. Chị ta. Ngán, mau ngán rồi. Thanh nghiệm không không? Không hả? Cái phần bên này cái răng em đau nữa. Cái răng bên đây nè. Nó bị đau. Hơi khó chịu nhai nhai không ăn không ngon rồi. Bò có ăn hồng đào cũng ngon. Rồi,
Rồi thôi kết thúc video nghe anh vậy nha. Và bây giờ chừa cái cục này cho ba. Có gì hồi anh cắt ra anh ăn với cơm ha. Trộn ăn với cơm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của hai mẹ con em nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại. Bye. Giỏi. Like. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho hai mẹ con em nha. Like.